Mình chào, hôm nay mình giới thiệu có 3 món ở ngay quán cà phê mà có hồ sông, có cái hồ gì nhìn nó cũng rộng, còn cả con nhìn thấy núi nữa. Mình có 3 sản phẩm ly nước giới thiệu cho các bạn, ly này là ly cam, ly này là ly cà phê, ly này là ly dâu có trái thơm. Đây nó có những cái màu đen lại như đá. Còn đây nó là cam sữa. Nó có những cái này nè, nó có những cái màu cam. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Đó là cam sữa. Còn đây là cam. Còn đây là dâu với có chiếc thơm. Nó màu hồng vì nó có chiếc thơm. Nhưng lại nó có bọt ở trên đây. Tạm biệt tất cả các bạn.